Ở đây là gia đình của cô Nguyễn Ngọc Náo, mà hôm trước thì cũng có phát quà ở chùa Cái Đúc nhỏ đó, rồi cũng có gửi tặng cho gia đình cô 1 triệu. Thì hôm nay quay trở lại đây thăm gia đình của cô thì thấy được cái hoàn cảnh cũng rất là nghèo, mà chồng thì bị bệnh nặng nữa. Thì mời tất cả mọi người cùng vào trong với thiện để hỏi thăm xem hoàn cảnh của gia đình. Dạ con chào cô. Nhớ con không? Nhớ. Hôm trước có gửi cho gia đình 1 triệu đó. Rồi nhớ. Dạ, dạ cô ngồi trong này đi. Ủa cái này là cái gì đi cô? Chúng. Làm bán hả? Làm nên đi đặt ăn. Cô đặt á hả? Ừ. Trời ơi, giỏi quá vậy. Giá bao nhiêu ống lận? Này gần 150 ống mà mất hết trơn còn bao nhiêu đó. Vậy đó hả? Rồi trong này có gói bánh nè hả? Gói. Xách xách bên này đi. Thấy mua ba cái chuối rồi để không biết làm gì, rồi gói bậy nó cho mấy đứa nhỏ nó ăn, để mua không có tiền mua. Dạ. Ở đây là cô là hai vợ chồng. Dạ. Rồi chồng cô bị bệnh gì hôm trước cô nói đó? Ông bị bệnh thận đó với gan đó. Dạ. Rồi ông đâu có đi mà gì được đâu, ông ở nhà ông đồ cơm nước đồ vậy đó. Rồi này đi dắt chúng vô đi đặt đồ kiếm tiền đồ xài. Đi tắt cá đồ đó. Tắt cá cạn rồi ngoài ruộng mình đi bán kiếm tiền mua đường ngọt đồ thêm. Rồi chú đây là còn đi làm gì được không? Không. Một mình cô lo luôn á hả? Một mình lo luôn đó. Dạ. Vậy cô vừa đặt chấm, rồi vừa gói bánh, rồi vừa trong nhà trong cửa luôn. Dạ. Dạ. Rồi mấy đứa con thì nó nghỉ nữa cũng tiếp được chút đỉnh đâu cũng được. Ừ, cô có hát thầy mấy đứa con? Ba đứa, nhỏ con gái lớn thì nó đi, nó có chồng nó theo chồng mất rồi. Giờ còn lại mấy đứa nhỏ? Còn hai thằng nhỏ. Hai nhỏ nãy đang nãy về nãy. À dạ. Hôm trước có gặp cô đó, cô cũng nói hoàn cảnh khổ, mà thật sự ngày hôm nay tới đây cũng thấy quá trời khổ luôn. Yeah. Nhà cửa hư hỏng nặng rồi, mà trong nhà trong cửa rồi không có gì mà đáng giá hết. Không có gì hết thiệt. Te tua hết rồi. Te tua thiệt luôn đó. Rồi mỗi ngày vậy cô đi đặt chấm gì mình thu nhập khoảng bao nhiêu? Ngày được có 70-80 ngàn gì đó hả? Tất cả cạn rồi thêm 70-80 cũng được 100 ngoài. Dạ. Yeah. Là đi ruộng là tắt cá ra giò cẳng. Giò cẳng là theo cuối, cuối móng hết rồi. Rồi. Đây cô ngồi đây, để con đi ra ngoài này quay cái nha. Rồi, rồi, rồi. Đây trong nhà của cô thì hết sức là nghèo luôn. Mọi thứ gần như nó đã bề bộn. Rồi nấu ăn cũng ở đây luôn. Đó, một mình cô đi làm rong ruổi ở ngoài đường suốt cả một ngày luôn. Cho nên việc chăm sóc gia đình nó cũng rất là khó khăn. Khi mà đi về thì nhà cửa không ai lo, mà còn là lo thêm chồng bị bệnh nữa. Đây thì những cái vật dụng trong nhà này, những cái đồ nhôm hồi xưa tới giờ. Nhà này quá khó, nhưng mà thiện ra ngoài trước hỏi xem là nhà này từ thiện cho hay là gia đình tự cất. Đỡ hơn lúc gì đây là đỡ lắm, lúc trước còn tệ hơn này. Coi vậy chồng. Ở cái nhà này là trước đây gia đình tự cất hay là ai cho gì con? Này nó ngay cũng nhà thờ đó giúp được cho mấy tấm to dự lộp trên đó đó. Dạ, từ thiện cho hả? Rồi dùng hoành thì không có gì trơn á. Cho được mấy tấm to như mấy miếng gạch nè. Dạ. Chú tên gì chú? Bình Văn Dũng. Rồi chú bị bệnh gì? Hư thận. Bao lâu rồi chú? Hơn năm. Hơn năm hả? Uống thuốc là bẻ lá cây uống cây không? Dạ. Chứ đâu có tiền đâu mà mua. Ngại lá gì uống? Đủ thứ. Ai chỉ gì uống đây. Dạ. Rồi bây giờ sức khỏe của chú còn đi làm là được không? Không có xách nổi 10 kg. Dạ. Yếu rồi hả chú? Yếu. Bị gì nó bị hư thận, thú thận. Thú thận hả? Hai bên hay là một bên? Một bên. Dạ. Vậy là mọi công việc gánh nặng gia đình là vợ lo hết. Vợ lo. Dạ. Nặng nhất là mấy nhỏ đi học, tiền chi phí không có. Dạ. Tệ lắm. Dạ. Hai đứa học lớp mấy hay con? Hai đứa học lớp 6. Như lớp mấy? Hai đứa lớp 6 không? Sinh đôi hả? Đâu có đâu, tại anh nó học trước mà anh nó dốt hơn em. Dạ, nó ở lại 1 năm. Dạ, ở lại 1 năm. Thì hôm nay con tới đây thăm gia đình á, trước tiên thì thấy hoàn cảnh quá khổ ha. Thì nhà cửa cũng rất là lụp xụp rồi, hư hỏng cũng nhiều. Thì con cũng thay mặt
cô Trang và cô Húa bên Mỹ gửi cho cô 1 triệu. Dạ. Với lại cô đợi con xíu, con coi cái sổ lại đó, rồi con gửi cho thêm gia đình thêm nha. Dạ. Ngày cũng cảm ơn gia đình tài trợ này với nhất là anh Sáu với chú Thơm. Con cũng thay mặt cô Ly ở Úc Châu gửi cho gia đình thêm 100 đô nữa, là tổng cộng gửi tới gia đình là 2 triệu 6 nha. Dạ. Thì cái này trước tiên là cô sắm đồ đạc cho mấy đứa nhỏ nó đi học. Dạ. Rồi thứ hai nó mua gạo rồi ăn nha. Dạ. Ăn với cô Húa bên Mỹ gửi cho cô 1 triệu. Dạ. Này của cô Ly ở Úc Châu gửi 100 đô Úc là 1 triệu 6 nha. Dạ. Con gửi tới cô là tổng cộng số tiền là 2 triệu 600 nghìn đồng. Dạ. Dạ, rồi con cũng hy vọng là bà con, cô bác, anh chị ở gần xa đó thấy được hoàn cảnh của cô thì giúp đỡ thêm. Dạ. Thì con mới có điều kiện con giúp thêm, sửa nhà cửa đồ lại, làm cái nền lại. Dạ. Với lại có một ít vốn để cô làm ăn, và cô gửi cho các con đi học. Dạ. Dạ. Rồi, chúc gia đình cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, ở đây tôi trước nhất tôi cũng cảm ơn nha. Dạ. Rồi sau khi đó cảm ơn anh chị ở ngoài nha. Rồi cô giữ tiền cẩn thận, rồi lo cho các con mua sắm đồ đạc tập vở rồi đi học nha. Dạ. Rồi sau này nếu có điều kiện quay lại con sẽ giúp đỡ thêm cho gia đình. Dạ. Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện tiếp tục tới đây để thăm lại bé Trần Văn Đầy. Thì cũng hỗ trợ thêm 1 triệu đồng mà cô Trang và cô Húa ở bên nước ngoài đó có gửi cho bé Trần Văn Đầy để chuẩn bị đi lên trên Sài Gòn trị bệnh. Bữa nay cái mặt con quá trời sưng hả con? Dạ. Mệt không? Dạ mệt. Con mệt không? Khó thở không? Ở nhà cũng mệt. Ở nhà cũng mệt hả? Dạ. Nhưng mà trời nắng gì mệt hơn phải không? Dạ. Mẹ con không cho đi đâu hết á, bác ở nhà hoài chứ. Ừ. Mẹ con sợ dân nắng sợ bị bệnh. Bây giờ con ở nhà đó, con kiếm chỗ nào mát mát con dân giỏng con nằm nghe. Con đừng nằm trong nhà nó hầm nó nóng nó mệt lắm. Dạ. Chưa chưa? Con nằm ngoài đằng trước hoài, bắt mặt chó hoài. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mát không? Mát. Mát hả? Mẹ con còn may đồ cho con bận nữa kìa. Đồ đồ gách con bẩn không? Vậy đó hả? Dạ. Rồi con ăn uống là bình thường không? Dạ, ăn cũng không nhiều, ăn là có tô à. Ăn có con tô hả? Dạ. Ăn nhiều hơn chú nữa đó. Ngày mốt mới đi tái khám lại hả chị? Dạ. Rồi hôm gà cháu nó cái bụng đỡ sưng không? Dạ, cái bụng thì thấy cũng vậy mà cái mặt thì cũng bự thì cũng bình thường vậy đó mà. Cái mặt thì bữa nay thấy sưng nhiều. Cái bụng thì cũng... nó hơi nặng rồi đó, dạ. Cháu hơi nặng rồi đó. Dạ, cái bụng thì nó sưng thì cũng cầm chừng đó, nhưng mà cái mặt thì bữa nay thấy đi là nọng nước luôn. Đi là dạ. lắc là nước như... Ở dưới nằm ngáp lên ngáp xuống hoài vậy đó. Ráng điều trị sao đừng cho nó tới cái thời kỳ mà lọc thận tội lắm. Cái này lúc trước em nghe nói là cá lóc đồng mình nó chưng với cỏ mực gì đó ăn thì nó cũng đỡ vụ này lắm nè, có người hết đó đó. Dạ. Như là em cũng có làm nhưng mà ăn là ối ra hết, ăn ối xanh mặt mày hết. Ối hả? Cái, dạ. Cái người lớn thì nấu lạc vậy đó thì người ta cũng như người ta cố gắng vượt qua cái bệnh, còn nó thì nó nhỏ quá. Ừ. Em cũng năn nỉ, em cũng đủ đường hết trơn á, năn nỉ dụ mua này mua nọ dụ vậy đó để nó ăn, ăn được, nhưng mà ăn vô nhiêu thì ói xanh mặt luôn. À. Ói là tím môi hết trơn, rồi em sợ là nó mệt quá chịu không nổi. Thì ở đây thì như đi ra bệnh viện rồi thì cũng xa nữa, thì em cũng có làm, cũng có hướng người ta cũng có chỉ gì đó, em cũng về em cũng chưng, em lột da rồi em chưng không với mà ép không được, ăn vô là ói xanh mặt mày hết trơn. Dạ. Rồi ngồi ngồi đi con. Ngồi đây nè con. Thôi thì giờ chị Tây Y đi. Thì dạ. Hôm nay em tiếp tục gửi thêm 1 triệu cho hai mẹ con ha. Này của cô Trang và cô Húa ở nước ngoài đó gửi cho chị ha. Dạ. Rồi cảm ơn cô đây con. Cảm ơn cô. Ừ. Dạ đây luôn tiện đây thì sẵn đây em cũng cảm ơn chương trình. Em cảm ơn cô Trang, cô Húa. Dạ cô Trang, cô Húa để đã giúp đỡ mẹ con của con để mà đi trị bệnh cho bé. Con cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Dạ con cảm ơn hai cô rất là nhiều. Dạ. Thì hai cô cũng có gửi cho Thiện là 3 triệu đồng đó. Thì Thiện còn 2 triệu đó thì Thiện sẽ giúp thêm những hoàn cảnh khác.
rồi trước mắt gửi cho chị 1 triệu đi ha, rồi dạ. Cũng còn có một người cô gửi thêm nữa, nhưng mà để khi mà em nhận được đó thì em sẽ tới để gửi thêm cho gia đình ha. Dạ. Chứ bây giờ thì em chưa nhận được thì thành ra em chưa gửi được. Dạ. Dạ. Em rồi. Cảm ơn. Dạ. Chú về nghe con. Dạ. Nha. Con cảm ơn dạ. Chú đi. Gắng hết bệnh nha. Dạ. Ừ. Gắng nghe lời mẹ nha. Dạ. Rồi vậy em cũng xin phép về đâu nghe chị. Dạ em chị cảm chở, ơn. Chở bé về.